Việt Nam phồn vinh, người người hạnh phúc. Chào Thế Kỷ Mới.
Cụm trưởng cụm 5. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Quang Đặng, giám đốc công ty Nhân Trí.
Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Chức, trưởng phòng giáo dục quận Bình Thạnh. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Hồ Thanh Liêm, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Văn Kỳ Nam, tổng giám đốc tập đoàn Quốc Văn Toàn Cầu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Công Nam, phó hiệu trưởng nhà trường. Các thầy cô giáo, các cán bộ, công nhân viên đang công tác tại nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của các em học sinh thân yêu của trường Quốc Văn Sài Gòn chúng ta hôm nay. Để mở đầu chương trình, sau đây kính mời thầy Hồ Thanh Liêm đọc bài phát biểu để khai mạc buổi lễ hôm nay. Xin mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và các em học sinh yêu quý của trường Quốc Văn Sài Gòn. Ngày khai giảng năm học 2011-2012 năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất là năm nay, năm học này là chúng ta thực hiện cái nghị quyết 11 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết 9 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và nhân cái việc mà toàn dân đưa trẻ đến trường thì trường chúng ta đón nhận tất cả học sinh của trường là 598 học sinh, gồm có 20 lớp, trong đó khối 10 7 lớp là 184 em, khối 11 6 lớp là 284 học sinh, và khối 12 7 lớp với 190 học sinh. Sau cái phần chúng tôi đọc thư của Chủ tịch nước gửi đến ngành giáo dục, các thầy cô giáo và sinh viên học sinh toàn quốc, thì chúng ta sẽ làm một cái lễ để mà đón những học sinh đầu cấp đến học ở tại trường Quốc Văn Sài Gòn. Trước nhất là chúng tôi xin phép quý đại biểu, quý thầy cô và toàn trường chúng ta chăm chú lắng nghe thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp ngày khai giảng năm học 2011-2012. Các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến, nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2010-2011, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng tiến bộ, quy mô và mạng lưới giáo dục tiếp tục được mở rộng, chất lượng giáo dục ở các cấp bậc được nâng lên, giáo dục đạo đức, pháp luật, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên được chú trọng, công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất của nhà trường được tăng cường. Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của ngành giáo dục, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các thầy cô giáo tâm huyết, tận tụy với công việc, các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã vượt khó vươn lên trong học tập. Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng
là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Để thực hiện tốt sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, cần đổi mới căn bản, toàn diện, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp lớp, bậc học, đẩy mạnh thi đua, dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, coi trọng giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển giáo dục, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sinh viên giỏi, nghèo, khuyết tật, con em gia đình có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, giáo viên công tác ở những vùng khó khăn. Tôi mong muốn và tin tưởng các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người, tạo điều kiện thuận lợi để con em chúng ta được học tập, rèn luyện, đạt kết quả tốt. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thân ái, Trương Tấn Sang. Xin cảm ơn những lời phát biểu của thầy và cảm ơn thầy đã gửi đến thầy trò trường ta một lá thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước. Như một truyền thống đáng quý của trường ta, thì trường ta luôn nêu cao khẩu hiệu người đi trước, rước người đi sau. Vì vậy, trong năm học mới này, chúng ta không thể quên nghi thức chào đón những tân học sinh của trường Trung học Quốc văn Sài Gòn. Sau đây, xin mời đại diện 7 lớp trưởng của 7 lớp chúng ta bước lên khán đài. Xin mời lớp trưởng của 7 lớp 10 chúng ta bước lên khán đài. Đại diện trường chúc mừng các em. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, chúng tôi trân trọng là bắt tay chào đón các em học sinh khối 10 mà đại diện là 7 lớp trưởng của 7 lớp 10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
diễn ra dần dần trên mỗi người. Ôm ôm hoa hồng nhẹ hơn chiều dần nhung chưa kịp khi đã tuyệt đẹp hoa hồng chưa kịp ra tay buồn đặt kín đó trong trái mưa tan chiều hai đứa trong nhà sao nghe vẫn buồn mai vẫn trong đó tìm về một con chữ xưa đã nghe từ xa hai đứa nghe đâu có chẳng tin một thời tiếc buồn trên bệnh viện toàn trường và một trong 34 trường
của Thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự là những trường hàng đầu. Và hơn thế nữa, trong thời gian qua, trong năm học này, chúng ta đã đón nhận một cái kết quả rất là tự hào. Trong số 347 học sinh trên 415 học sinh của chúng ta thi đại học đã đạt từ điểm sàn trở lên với một cái tỷ lệ 82,73%. Đây cũng là một cái tỷ lệ chưa từng có trong nhà trường của chúng ta từ trước đến nay. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh cho những cái thành tích này. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả những người đã ngày đêm không quản khó nhọc để thực hiện kế hoạch 100 thành công tốt đẹp, và hơn thế nữa đã đem lại một kết quả tỷ lệ đổ vào đại học cao nhất từ trước tới nay. Thì trong năm học mới, thầy cho chúng ta sẽ đặt ra nhiều cái mục tiêu mới. Mục tiêu của chúng ta trong năm học 2011-2012 này là chúng ta không những tăng cường về số lượng mà chúng ta phải tăng cường về chất lượng. Chúng ta quyết tâm giữ vững những thành tích đã đạt được, và xa hơn nữa chúng ta sẽ nâng cao cái thành tích trong một cái tầm cao mới. Và các em học sinh của chúng ta ngày một đã đi vào nề nếp và may mắn hơn, học tập chăm chỉ hơn, có ý thức tự giác học tập cao hơn. Mới này, tất cả các thầy cô bộ môn cũng như lãnh đạo nhà trường của chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa, ngày một nâng cao chất lượng dạy học. Đối với các em học sinh của chúng ta trong năm học mới này, các em hiểu rõ cái vai trò trách nhiệm của mình là một cái phương châm đạt tới những cái điều kỳ vọng mà các thầy cô cũng như cha mẹ các em hàng mong đợi. Và thầy nghĩ rằng ở tất cả các em với một cái tinh thần của một cái sức trẻ đầy cống hiến thì các em hoàn toàn có thể làm được những điều như chúng ta vừa nêu. Riêng hội đồng quản trị ban giám hiệu trường hệ thống trường Quốc Văn luôn luôn mở rộng về tầm vóc quy mô, mà đặc biệt là trong năm học mới này, một cái tin vui đón nhận rất là phấn khởi khi hệ thống trường Quốc Văn Cần Thơ lần đầu tiên có mặt tại miền Tây. Chúng ta đã có gần 400 học sinh để theo học ở cái địa điểm này. Và trong năm học tới, chúng ta sẽ tiếp tục ra đời một hệ thống trường Quốc Văn tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, và sẽ khai giảng trong năm học 2012 và 2013. Và trong năm học mới, thầy chúc các em luôn luôn học tập tốt, phấn đấu không mệt mỏi, và chúng ta đem lại cái niềm vinh dự, chúng ta tự hào là mình là học sinh trường Quốc Văn, một ngôi trường nề nếp luôn luôn chăm ngoan và phấn đấu học giỏi để góp phần vào công cuộc hiện đại hóa xây dựng đất nước. Các em hãy xứng đáng bằng những cái quyết tâm của từng cá thể học sinh của chúng ta, từng tập thể lớp và toàn trường của chúng ta, xứng đáng với câu chúng ta học tập vì sự phồn vinh của Tổ quốc. Thì nhân ngày khai giảng này, chúng tôi xin chúc toàn thể tất cả cán bộ công nhân viên giáo viên nhà trường một sức khỏe tốt, một tinh thần hăng say, các em học sinh một sự học tập tiến bộ đầy phấn chấn trong năm học mới. Chúng ta đạt được nhiều kết quả tốt, hy vọng
trong năm học mới này tất cả chúng ta sẽ làm được những điều mà chúng ta quyết tâm ngày hôm nay. Và hẹn các em khi kết thúc năm học 2011-2012 này, chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả cao nhất từ trước tới giờ như tất cả chúng ta hàng mong muốn. Xin chúc sức khỏe các thầy cô, chúc sức khỏe các em, chúc các em chăm chỉ và có một cái tinh thần phấn đấu học tập tốt. Chúc toàn thể nhà trường của chúng ta một tinh thần làm việc học tập hăng say và đón mừng cái năm học mới với một cái tinh thần quyết tâm cao độ nhất. Xin trân trọng kính chào. Một thời gian vui âm hai năm. Chương trình của buổi lễ khai giảng của chúng ta hôm nay, sau đây xin mời quý đại biểu, quý thầy cô và các em cùng hưởng lớp tiết mục văn nghệ thứ ba học trò do tập thể lớp 10C12 trình diễn. Những gì mà cứ hà lòng chọn, những gì mà cứ chọn. Ôi bao nhiêu thương, có chuyện xưa một thời ngày thơ áo trắng, ngày thơ như chim non, có như buồn vui hồn soi yêu thương. Em cứ vui, đây mai đêm trăng sao an, mai đêm em đi xa, em có chuyện xưa còn đó. Thứ ba là học trò, quỷ gì mà thứ ba là học trò. Bao nhiêu năm trôi qua, bao chuyện này thật là chúng em nghĩ nhau thầy trò bao thiết tha. Buồn vui ngàn trái, nhìn lát đánh con cười. Mai đây em ra đi trên đường đầy lạnh lùng, mai đây bao yêu thương nơi trường xưa ấm trần. Lòng lớn theo ta mãi trong đời, bản thân thứ phải học trò, những quỷ gì mà thứ phải học trò. Vì bao nhiêu yêu, những con chim xưa một thời ngày thơ áo trắng, ngày thơ như chim non, bao nhiêu buồn vui hàng xóm yêu thương. Em ra đâu thời gian nhìn vài bên trăng sao an, thấy em đi xa, còn đó vui. cả nước chúng em lễ hôm nay chào đón.
lần đầu tiên, em xin một lời thông báo với đại biểu, với thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh và chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô và toàn thể các bạn, dù những ngày nắng hè oi ả, dù màu đỏ rực của những cành hoa phụ nữ đã lùa xa, một khi những chú heo sò không còn ngâm nga khúc đồng ca mùa nhẹ, thì cũng là lúc khởi đầu của một năm học mới, một năm học mang bao nhiêu ước mơ, hy vọng của lứa tuổi học trò. Nhà học sinh của mấy trường lớp văn Sài Gòn này, mỗi chúng em khi bước vào lớp, đều lo ngang và tâm niệm, chúng em quyết tâm học tập cho tổ quốc phồn vinh. Ban đầu đã có không ít mạng thờ ơ với lời tâm niệm đó, xem đó như bao câu khẩu hiệu bình thường khác. Nhưng ngày qua ngày, chính là tâm niệm ấy đã khiến chúng em nhận thức được rằng học sinh chúng em ngày hôm nay chính là những chủ nhân tương lai xây dựng đất nước, mai sau dùng tài năng của bản thân mình để xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn. Và quan trọng nhất là giúp chúng em nhận thức được mục tiêu, được lý tưởng và ý nghĩa của cuộc đời mình, để không còn là hình ảnh của những con thuyền không lái, ngựa không cương trôi ngược lên non. Để có được những nhận thức như ngày hôm nay, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến công lao sinh thành của cha mẹ, người những năm qua cha mẹ đã cung mang hoàn dưỡng chúng con, công ơn đó như trời như biển. Vậy mà có lúc chúng con đã vô tình làm nước mắt mẹ tuôn rơi mấy lần cha than mệt. Kế đến em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, những người lãi đạo thầm lặng. Chính thầy cô đã trao cho chúng em kiến thức, giúp chúng em nhận ra thế giới này có biết bao nhiêu điều mới lạ, trang bị cho chúng em những nền tảng vững chắc vào đời. Còn những thứ thầy cô còn là người cha người mẹ thứ hai, sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương, bỏ ra những nỗi lòng vụn vặt của những học trò. Thế nhưng mấy ai trong chúng em biết được những giọt nhanh của thầy cô, biết được những giọt nước mắt lặng thầm rơi trên trang giáo án của cô, những băn khoăn lo lắng của thầy trước cậu trò hổ vật. Thầy cô đã dành chọn cuộc đời bằng ngàn nghề chở chữ, đường cái thế hệ học trò của mình tập bánh vào tương lai, cho chúng em tình yêu thương để chúng em biết sống, biết thương yêu. Mỗi một năm trôi qua là một thế hệ trưởng thành, và biết bao học trò của mấy trường quốc văn Sài Gòn này đã và đang tung cánh trên bầu trời tri thức. Vừa vậy, chúng em, những học trò nhỏ nhại của thầy cô, xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật giỏi, rèn luyện đạo đức học tốt để trở thành những hạt nhân tri thức, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của trường ta, của dân tộc ta, để nước nhà mình những hạnh phúc lên, sánh vai với cái cường quốc nam châu như lưới miệng của bác Hồ mong muốn. Chúng em sẽ thể hiện những ước mơ hoài bão của mình ngay tại đây, môi trường này, ngày những ngày đầu của năm học mới này, để mong phần nào làm vơi đi những nỗi nhọc nhằn, lo toan của cha mẹ, sự kỳ vọng và công ơn dạy dỗ của thầy cô. Trước thềm năm học mới đầy hứa hẹn, thay mặt các bạn học sinh, một lần nữa em xin hứa với thầy cô sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội. Cuối lời, em xin kính chúc với đại biểu với thầy cô dồi dào sức khỏe, chúc cho trường của chúng ta ngày một vững mạnh hơn với một năm học mới đạt nhiều thành tựu rực rỡ, và chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, năm học 2010-2011, trường Trung học Phổ thông Quốc văn Sài Gòn ta đã kết thúc với những thành công đáng tự hào. Trong niên học mới này, đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của mình. Sau đây, xin mời cô Đoàn Thị Thanh Tuyền đại diện cho tập thể giáo viên trường ta nói lên những quyết tâm trong năm học mới. Xin mời cô. Vui vẻ và hoàn thành thắng lợi của nhiệm vụ năm học 2011-2012. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô và các em học sinh, năm học 2011-2012 là năm học diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm 66 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 13 và hội đồng nhân dân các cấp,
Đồng thời, trong năm học 2011-2012, thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép với các cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Hội thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Các cuộc vận động của ngành giáo dục xây dựng phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hội chung với cả nước, hôm nay toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Quốc gia Sài Gòn náo nức đón chào ngày khai trường với niềm vui và lòng phấn khởi tràn đầy để bắt đầu bước đến chân trời mới, trang bị cho mình tri thức và đi đến tương lai. Đó là niềm vui vô bờ của tất cả các em học sinh. Cùng với niềm vui ấy, chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón và nhiều nhất hơn một thế hệ học sinh. Đây là điều vinh dự lớn lao, nhưng cũng là một trọng trách đối với hội thầy giáo. Kính thưa quý vị đại biểu, nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, như là kết quả đạt học sinh giỏi của thành phố, kết quả đạt tỷ lệ 100% đầu đại học, điểm sàn đại học 82,74%, có điểm trung bình là 12,076. Mọi giáo viên chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường, không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức của thầy giáo. Mỗi người thầy, người cô là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo. Thông qua những hành động thiết thực cụ thể trong từng giờ, từng ngày thân lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước những em học sinh thân yêu, để mỗi giờ học thật sự là một niềm vui, thân thiện, bổ ích đối với tất cả các em học sinh. Đứng trước những thử thách lớn lao đó, nhưng vô cùng ý nghĩa, chúng tôi, những người thầy cô trong nhà trường xin hứa, đoàn kết, thống nhất, đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên cùng tất cả các học sinh trong nhà trường cố gắng quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của năm học, thực hiện tốt các cuộc vận động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011-2012. Lần nữa, chúng tôi xin kính chúc đến quý vị đại biểu, chúc tất cả các thầy cô dồi dào sức khỏe để giảng dạy và công tác tốt. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ. Chúc cho nhà trường của chúng ta ngày ngày vững mạnh đi lên, thành công rực rỡ. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Cao của nhà trường cũng có tỷ lệ học sinh đậu đại học và cao đẳng. Các hoạt động văn thể mỹ của trường cũng góp phần tạo những sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em hoàn thiện nhân cách. Để khích lệ động viên những nỗ lực không ngừng đó của đội ngũ giáo viên nhà trường, sau đây, nhà trường sẽ có những phần thưởng dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Đầu tiên là phần phát thưởng cho các tập thể giáo viên đã tạo được một thành tích đáng tự hào cho trường ta, đó là 100% học sinh khối 12 của trường ta đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Xin mời đại diện của 6 tổ bộ môn chúng ta bước lên khán đài. Chương trình là phần phát thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau đây xin trân trọng kính mời thầy Hồ Thanh Liên, hiệu trưởng nhà trường đã hoàn thành xuất sắc đề án 100 năm học 2010-2011. Xin trân trọng thầy mời thầy Nguyễn Công Nam, phó hiệu trưởng nhà trường hoàn thành xuất sắc đề án 100 năm học 2010-2011. Xin trân trọng mời thầy Lê Quốc Dân, giám đốc phân hiệu 2, mời thầy Trần Văn Phương, giám đốc phân hiệu 3.
Xin mời cô Đỗ Thị Ngọc Mai, giáo viên bộ môn toán, chủ nhiệm đề án 100. Xin mời cô Nguyễn Thị Mông, tổ trưởng tổ sinh học. Mời cô Nguyễn Thị Kim Nguyên, tổ trưởng tổ xã hội. Mời thầy Đoàn Văn Minh, tổ trưởng tổ ngoại ngữ. Và xin mời thầy Hồ Văn Thảo, tổ trưởng tổ vật lý. Đối với những người ở ngoài xã hội và
nay cái vấn đề khá là bức xúc là vấn đề giao thông an toàn giao thông. Thì chính các em là những người phải bảo đảm thực hiện đúng theo cái luật giao thông và giữ an toàn giao thông, nó có lợi cho mình và có lợi cho tất cả mọi người. Với những điều nhắc nhở như vậy thì mong rằng các em sẽ tích cực có những kỹ năng sống thật là đẹp, từ ở trong nhà trường cho tới ra ngoài xã hội cũng như về ở dưới xóm giềng cùng với gia đình. Thầy chúc các em một năm học mới đầy thắng lợi, nhiều sức khỏe và quyết tâm cao. Sau đây chúng ta sẽ nghiêm trang để nghe cái tiếng trống khai trường. Cho tất cả các nước đề nghị chúng ta có thời gian 2 phút chỉnh đốn trang phục, yêu cầu tất cả các nước đóng góp thật tốt cho xã hội chúng ta tiến bộ. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vọng lại. Xưa xe dọc Trường Sơn, nay xây đường Trường Sơn. Xưa xe dọc Trường Sơn, nay xây đường Trường Sơn. Đường Hồ Chí Minh con đường của chân lý.